Vâng, xin chào tất cả bạn. Hôm nay thì tôi được dịp và xem bà con ở đây trồng cây đương quy. Hiện tại là hình như là đang trong quá trình nhổ làm cỏ của cây đương quy, thì tôi xin đi quay một chút để cho tất cả các bạn cùng xem nhé, xem là cái khu vực này anh em họ trồng cái cây đương quy như thế nào nhé các bạn nhé. Rồi tiếp tục mời các bạn. Lần nữa tôi sẽ đi phỏng vấn anh chủ vườn về cây đương quy, tại vì là đây là một cái thế mạnh ở trong cái vùng đất Sìn Hồ của chúng tôi, về thế mạnh cây dược liệu. Đây các bạn, đây là một cái vườn đương quy khá là rộng. Và tôi còn thấy là trong cả vườn này còn trồng cả cây lê. Đây các bạn. Nè, em chào anh nhá. Làm cỏ anh. Làm cỏ đương quy à? À. Vườn đương quy nhà mình rộng nhỉ? Ở đây rộng lắm. Đây là các bạn có thể thấy là họ trồng cả cây lê. Đương quy đẹp nhỉ? Chị à? Em ở trên đấy mà vào đây thăm bà con tí. Ông à, chăn trâu à ông? Đương quy nhà mình đẹp nhỉ, rộng nhỉ? Vâng, cái này đương quy này mình phải làm cỏ thật sạch đấy anh chị nhỉ? Vâng. Em thấy có một số nơi họ dùng cái bạt màu đen ấy, họ phủ vào thì chắc cái loại đấy nó sẽ ít cỏ hơn nhỉ? Ở chỗ mình vẫn dùng chứ? Không dùng à? Thế này thì để mà làm ra một cái củ đương quy thì cũng thật sự là cũng rất là mất thời gian đấy nhỉ chị nhỉ? Vâng. À, cái này là chị cho em hỏi một chút là cái này mình trồng từ tháng mấy rồi? Trồng tháng 3, tháng 4 rồi. Tháng 3, tháng 4 à? Nhưng mà trồng chờ nắng nó không lên chưa hết rồi. Trồng mấy lần, nhiều lần quá. À, trồng nhiều lần nó được như thế này đúng không? Em nhìn bé bé này thì trồng tiếp nhỉ. Vâng. Thế cái này là mình dùng cái hạt của cây này mình ươm xong là mình mới đem ra trồng chị nhỉ? Không không làm hàng, em mua cây giống trồng thôi. À, mua cây giống à? Vâng. Ở đây họ có cái chỗ, họ có vườn ươm à? Họ Vâng. có chỗ làm giống này. Vâng, có nhiều người có À. cả. Thế cho em hỏi là một cây đương quy này giống của nó là bao nhiêu tiền? Một lần 400 500 đấy. À, tức là mua Một cái cây ạ. em hỏi là một cây họ mua họ bán cây cây con này. Bạn cái này là mua 500 một cây mà. À, 500 đồng một cây. Vâng, 500 đồng Vâng. một cây. Cái này thì tức là từ khi trồng đến khi mà mình nhổ mình thu hoạch ấy thì khoảng bao nhiêu tháng? Một năm Một mà. năm nhỉ? Và một năm mới khô. Vâng. Còn 7 tháng, 8 tháng cũng thôi được. Nhưng mà cái cổ này nhỏ tí. À, củ nhỏ nhỉ. Vâng. Cái cổ cái rễ này nhỏ. Vâng. Nhiều năm thì cái cổ rễ này to hơn. Vâng.
Thế cho em hỏi là thường thường như mọi năm các chị bán là khoảng bao nhiêu củ thì nó được 1 cân? Củ to thì 3 củ, 4 củ, củ bé thì 5-6 củ. À, 5-6 củ được 1 cân nhỉ? Vâng. Và thế 1 cân là thường thường là mình bán ra ngoài thị trường là bao nhiêu tiền? Người ta đà đà 150 một cân, nhưng mà bán ở chợ thì 70-80. À, 70-80. À, nếu mà đạt là 150 một cân. Ở đây mình em thấy là bên nhà chị này đây tất cả là vườn nhà mình hết nhỉ? Vườn nhà mình này thì trồng được Hai anh em ấy. à, 2 anh em à? Trồng như thế này thì à, tính ra à, hàng năm thì mình thu được khoảng à, bao nhiêu triệu? Chả biết đâu, nên trồng không trồng bằng nhau, mà có cái to có cái bé này chắc là À, hơn 20-30 thôi. à hơn 20-30 triệu một năm. Vâng, cái này thì đúng là phải vất vả trong cái việc nhổ cỏ chị nhỉ? Chị làm nương, làm lúa, làm ngô nhiều quá, chị không có thời gian làm À, cỏ nhiều quá. vâng. Nếu mà mình tích cực mình làm cỏ thì nó sẽ lớn nhanh hơn nhỉ chị nhỉ? Vâng, làm được cỏ thì không có cỏ nào lớn nhanh hơn. Vâng. Thế cái này mình trồng nhiều như thế này thì đã có cái cơ quan nào, có bộ phận nào họ thu mua của mình không, hay là mình chỉ đem ra ngoài chợ bán thôi? Ngoài chợ bán thôi, không có. À, không có, chưa có chỗ nào họ thu mua đúng Vâng, không có chỗ mua mà. không? À, vâng, em cảm ơn chị nhé. Vâng. Em ở đâu? Em ở trên ấy thôi mà, trên Tà Phín thôi mà. Thế à? Vâng. Ở trên đấy à, muốn ra đây xem bà con trồng cây đương quy này như thế nào. Vâng, ở xã mình trồng nhiều chị nhỉ? Xã mình trồng nhiều mà. À, gọi là cả huyện mình là xã mình là trồng nhiều nhất đấy nhỉ? Trồng ai cũng trồng, ai cũng trồng, nhà nào cũng trồng mà. Vâng, nhà nào cũng trồng trồng ít, trồng nhiều thôi đúng không? Yên là người Kinh hay là người Giao? Em là người Dao. Người Giao. Vâng, em người Dao ở trên đấy, ở trên Tà Phi. À, vào đây để mà giới thiệu cho bà con cái quảng bá sản phẩm mà. Tại vì là em thấy xin hồ mình là trồng cây đương quy này rất là nhiều nhưng mà chưa có đầu ra, chưa có đơn vị nào thu mua nhỉ. Em thấy cây này nó ra hoa rồi thì chắc là nó cũng có tuổi rồi đấy nhỉ? À, khoảng là mấy tháng rồi cái loại này? Vâng. Chắc là hơn 1 tháng, ở hơn 1 năm rồi. À, hơn 1 năm. Vâng. Thế tức là năm ngoái là mình khi mà mình nhổ thì mình còn giữ lại một số cây. Cây này giữ để làm giống à, hay là như thế nào chị? Làm giống cũng được, không biết giống thì cứ nhổ vớt ra thôi. À, vừa rồi chị bảo là 1 lạng hạt của nó là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu Một tiền nhỉ? lần là 400-500 đấy. 400-500 nghìn một lạng. Vâng. Thế ở cái khu vườn em thấy vườn mình rộng như thế này thì mình trồng được khoảng bao nhiêu nghìn cây rồi? Vâng. Đã là nhiều quá rồi, không Nhiều không quá, nhớ. nhiều quá không nhớ nhỉ? Vâng, không nhớ rồi. Trồng xong nó lại chết đi, xong mình lại trồng từng đợt nó lại, và nhiều quá không nhớ được đúng không? Nhiều quá rồi. Vâng. Không lần mà chồng cũng chết, chồng cũng chết mà chồng nhiều lần quá rồi. À, vâng. À, cái cây này thì các chị có biết là nó dùng để làm thuốc gì không? Chị không biết, nhưng mà người cân biết thì người cân mua để nuôi chồng thôi. Vâng. Cái này là cây cây thuốc bổ máu, nó cũng rất là tốt đấy. Vâng. Cái này vào mặn chăm thì chắc là bổ móng thôi. Vâng. Rồi, cảm ơn chị nha. Vâng. À, cho em đi thăm vườn tí nhá.
Đây các bạn, xung quanh đây là những cái cây đâm quy, gọi là có khá nhiều cỏ đó, cỏ mọc rất là rậm. Họ cũng chưa dùng cái màng bạc, chưa dùng cái bạt phủ. Đây này các bạn này, đây là cây đương quy này. Cây đương quy hiện tại nó còn rất là bé đó. Như cái clip trước ấy, tôi đã giới thiệu đến các bạn là cái tác dụng cũng như là một số những cái bài thuốc của cây từ cây đương quy ấy, thì hôm nay vào đây tôi tiếp tục gửi đến các bạn. Đây hôm nay là cả một vườn luôn này các bạn. Đấy. Từ trên đầu đường này ra đến tận bên kia. Ở đây nó khoảng rơi vào cũng khoảng gần 1 ha đấy, theo như tôi được thấy. Ở tại như cái như chị chủ vườn nói là cây này, những cây này ra hoa này nó chắc phải được khoảng hơn 1 năm rồi. Đấy. Họ để lại một số cây như này để làm giống, lấy hạt về xong là để làm giống để vụ sau trồng. Đó. Còn cây này là mình phải trồng nhiều lần thì mới ra được những cây nó đều như này, không là có một số cây nó chết. Đây ví dụ như là ở trong cái khoảng trống này là cây này nó chết rồi này. Đó. Đây. Tôi thấy là rất là rộng luôn. Nếu mà bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ tôi có thể mua giúp các bạn cái cây đương quy này ngay tại vườn luôn nhá các bạn nhá. Đó. Với giá nó cũng rất là hợp lý thôi. Đạt thì đấy, như chị chủ vừa nói 150 đây. Đây các bạn này. Rộng mênh mông luôn. À đây, bên này thì tôi thấy họ sẽ có dùng cái bạt này phủ. Đây các bạn này. Nhưng mà năm nay, tính đến thời điểm hiện tại là chưa thấy trồng gì. Chắc là năm ngoái vừa nhổ xong. Năm nay chưa thấy trồng gì. Đấy. Xin Hồ là một cái vùng đất dược liệu, gọi được mệnh danh là thủ phủ của dược liệu đấy. Các bạn cần có Xin Hồ thủ phủ cây dược liệu là các bạn sẽ được biết. Nó sẽ ra luôn ở trên mạng. Đây là các bạn này. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái clip này. Hy vọng là các bạn sẽ thích nó. Nếu mà có bác nào có nhu cầu về cây đâm quy thì hãy gọi điện cho mình. Đấy, hãy liên hệ mình 0374 988027. Đó là số điện thoại của mình. Đây. Đồng thời là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nhưng mà các bạn thấy cái clip này hay, ý nghĩa thì để lại cho tôi một like. Và đồng thời là đừng quên để lại một số dòng bình luận ở phía dưới, đóng góp ý kiến để tôi hoàn thiện hơn những cái clip sau. Và đặc biệt hơn nữa, mong các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký. Nếu mà các bạn thích và quan tâm đến những cái cây dược liệu, những cây thuốc mà tôi chia sẻ. Rồi, xin chào các bạn.